Sau khi tiểu yêu hổ ba chia tay cha mẹ để tới sống trên núi sâu với đám tiểu yêu, bọn họ lập nên một vùng nông thôn yên bình ở nơi đây. Không khoác sang người thoải mái hơn nhiều, người càng ngày càng thon thả hơn rồi. Nhảy mệt quá. Đây là cái gì? Nhét yêu. Sao yêu vương xấu xa phải tới bảo vệ hồ ba? Hồ ba đâu rồi? Hồ ba. Hồ ba. Lại thêm một con khác. Tướng công, đừng sợ. Vẫn còn. Lại thêm một con yêu quái có bốn cánh. Bàn xoành, ném đi. Cút. Tiểu Vũ, đường chuyển ngắn, chúc cao, bàn xanh, được rồi, để chạy thẳng đây. Đón lấy, bóng lăn, cánh đầu. Chết đi. Đây này, nó bay mất. Cố lên, không cố được nữa. Bàn xanh, đến lượt chúng ta rồi. Tới đây. Chúc cao, hồ ba thoát rồi chứ? Chạy rồi. Mong là hồ ba gặp sữa hóa lành. Một đám vô dụng. Một con tiểu yêu mà cũng không bắt được. Xích Thiên Bá, bản vương muốn người xuất mã đi bắt con tiểu yêu đó về. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Ta cũng muốn xem nó có bản lĩnh gì.
thống trị hai giới nhân yêu. Đại vương, thần nhất định sẽ dốc hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này. Bộ phim Chấp Yêu Ký do TV2.org thực hiện hết mình. Ta bị ảo giác. Sư phụ ta vừa câm vừa mù, nhưng ông ấy có thể nghe được. Ông ấy nói, đây là lần đầu tiên ông ấy thấy mạch tượng kỳ lạ thế này. Rõ ràng tất cả bệnh phụ khoa trên thế giới đều thấy ở cô. Sư phụ hỏi cô người sự mỗi tháng đến vào ngày nào. Chuyện này có liên quan gì sao? Là mẫu thân thì cần gì phải ngại mấy chuyện này. Chàng ấy mới là mẫu thân. Ngày 15 mỗi tháng ta đều ăn cơm chay. Đại phu, ta rất khỏe, ta không có bệnh. Đi thôi. Đừng, từ sau khi chàng ấy sinh con thì bị rối loạn thần kinh, thường xuyên mất ngủ. Đại phu, bệnh này phải trị thế nào? Ông ấy nói, đây là lần đầu tiên ông ấy thấy nam nhân bị u uất sau khi sinh. Mấy người cứ coi chàng là nữ đi, ta cũng luôn đối xử với chàng như thế mà. Mỗi ngày ngươi thường thấy khó chịu nhất là vào lúc nào, thì nhớ lại lúc tặng con đi. Ngươi đã mắc phải tâm bệnh. Mang chỗ này về Ninh. Ba bát nước, một bát bùn, liệu có thể thêm chút nước không? Có như vậy mới nuốt được. Sư phụ nói rồi, người đúng là bệnh nhân hồ đồ. Sư phụ là bảo ngươi Ninh xong thì đổ bùn ra, cắm hương trên đó để cầu bình an và lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu. Người tiếp theo. Chàng nói xem, có phải bây giờ hồ ba cao lắm rồi không? Cẩn thận, làm ta sợ hết hồn. Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện thân. Tiểu yêu đang ở đâu? Ta không hiểu người đang nói gì. Định. Không sao chứ? Vậy ông chồng giúp tôi một lát.
Đa tạ đại hiệp giúp đỡ. Cậu bị thương chứ? Thiên sư đường. Huynh là người của thiên sư đường. Các người cũng là thiên sư. Du binh mà nói, tại hạ Tống Thiên Âm, nội tử Hoắc Tiểu Lam, còn chưa biết. Tại hạ Vân Thành, đến từ thiên sư đường. Thiên sư đường còn có việc, hứa cho Vân Mẫu không thể ở lâu, cáo từ. Ta đang nghĩ hắn cũng là người của thiên sư đường, cha chàng cũng là thiên sư, có lẽ hắn biết tin tức của cha chàng. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Đi, đi. Chàng nói xem, liệu Hồ Ba có sợ sấm sét không? Hồ Ba nghịch ngợm như thế, ta nghĩ chắc Lôi Công có phải sợ nó mới phải. Chàng làm lúc nào thế? Thực ra không phải là ta không nhớ Hồ Ba, chỉ là ta nghĩ người và yêu vẫn không thể sống cùng với nhau. Có lúc ta nói chuyện với búp bê vải giống như Hồ Ba vẫn đang ở bên cạnh ta. Đồng ở đây, yêu quái cấm chạy. Nó yêu quái, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Là yêu thật này. Bắt lấy nó. Đứng lại, đứng lại. Trấn Thanh Thủy. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đừng chạy, đừng chạy, đừng có chạy. Mau lên, mau tìm đi, tìm khắp mọi nơi. Nhìn dưới gầm xe. Ba lên. Bên trên, chú ý bên trên. Được rồi, được rồi. Ở đây không có, đi nơi khác tìm đi. Đi thôi. Nhớ theo sát đấy. Người từ đâu đến? Tìm cha mẹ.
Ta sợ buông tay. Đại, 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 đại. Đại ca lợi hại quá, Huỳnh thắng liên tiếp 15 ván rồi. Tài Huỳnh đúng là thần kỳ. Đúng vậy, mà người còn chưa từng trải qua cảm giác thất bại. Thắng tiền thì có ý nghĩa gì? Vậy để ta giúp người trở nên có ý nghĩa. Mời bạn quyết định thắng thua. Đặt hết toàn bộ. Dám không? Nếu muốn bỏ cuộc, chứ bây giờ ngươi có thể mang hết tiền đi. Trước giờ ta chưa từng bỏ qua một cơ hội nào. Huống hồ cô nương xinh đẹp thế này. Không phải đấu nữa chứ. Xin lỗi, vị mỹ nữ này xin hỏi nhạc sĩ ở chỗ nào? Ta đoán là sẽ phải là bạn. Người đứng lại. Hóa ra hai người kết hợp dở trò. Có tin ta lột ra các người không? Đừng có ngậm máu phun người. Thứ này nhảy ra từ hộp xúc sắc của cô. Là cô bán bắt tay dở trò thì có. Có tin ta lột ra các người không? Đồ tử cốc. Tên khốn này. Có tin ta lột ra người không? Là hắn à? Hắn đâu rồi? Đồ tứ cốc. Đồ tứ cốc đang ở đây. Bắt lấy hắn. Mau lên, mau. Bác, đồ tứ cốc. Bác, người muốn bay lên trời sao? Đất đâu? Ôi trời, mẹ ơi! Lùi lại. Bắt lấy hắn. Xông lên. Người đâu? Quỷ quái quỷ gì thế này?
năm đó lão tử một người chém 10 người, tự xưng là thập nhị thiếu. Bao nhiêu tiểu đệ gọi ta là lão đại. Cái ta dựa vào không phải là Bích Hổ Công mà là chữ Tín. Đã nói là cược 5 ván, vậy mà ngươi lại cược đến 15 ván. Ngươi đang tính sổ với ta sao? Tiền làm thêm giờ 10 lượng, phí điều trị nôn 10 lượng. Trên bàn cược người không nhận ra, phí tổn thất tinh thần 10 lượng. Quyền bởi TV làm thêm giờ với nữ nhân mà không làm được gì, lãng phí vé xem phim. Vậy tổng cộng là 10 lượng à? Phải, phá hỏng ván cược của ta mà còn dám đòi tiền ta. Đồ tứ cốc ta bị cường thận nhất là người và yêu quái tham lam. Nói thẳng là gặp một người giết một người, gặp một con lột ra một con. Bát bát đại. Còn nhầm không thế? Đồ sao con yêu nhỏ thế này không cần đến thanh đao lớn vậy đâu? Lấy thanh nhỏ ra đây. Người tham lam. Không phải ngươi gặp một người giết một người sao? Thanh đao này là để cho người tự sát. Không trả thêm tiền thì cũng phải thanh toán tiền công. Nếu người dám tờ trò với ta thì ta sẽ bảo nữ nhân của ta ăn thịt người. Nữ nhân của ta có cái đầu rất to. Sợ ai thế? To đến mức nào? Có to bằng đầu ta không? Được. Người không cần thể diện thì ta cũng không cần mạng sống. Đừng. Đồ tứ cốc ta trên giang hồ cũng được coi là người có tiếng tăm. Ta trả cho người. Địch. Đi đi, ngươi sẽ bị sét đánh. Nếu vậy thì ta sẽ tóm chặt lấy ngươi. Đi đi. Ngươi rủa ta như thế vui lắm sao? Ta chết thì ngươi mới vui được. Thơm thế. Bông ngô ở đâu thế? Ở chỗ Trương Thẩm đối diện sạp bán đậu trước cổng chợ. Vậy ngày mai đi ngang qua, mua thêm chục bắp nữa về đây. Ngươi nợ Trương Thẩm 30 lượng còn chưa trả đâu. Bà ấy nói, hoặc là ngươi trả tiền. Hoặc là lấy Tiểu Thúy, con gái thứ ba của bà ấy. Ồ, Tiểu Thúy đấy à? Lớn lên còn béo hơn cả người. Người nói với Trương Thẩm là ta thà trả tiền. Ngươi là ai thế? Con riêng của ngươi à? Chúng ta vừa mới quen. Ba cái đầu người ấy, người ăn của ta, mà còn dám lên mặt à? Tiểu bằng hữu, tạm biệt. Thiên sư đường. Nào, có tiền đây. Trong con tiểu yêu đó mới chỉ là một đứa trẻ. Phải. Đa tạ. Người tiếp theo, Trương Thiên Sư. Hóa ra Thiên Sư Đường lại giàu thế này. Đa tạ. Đáng ra ta cũng phải thăng lên 3 đồng rồi. Tiền lương chắc cũng không ít. Vậy ta cũng nên thăng rồi. Chàng à, chàng vẫn nên sinh con thôi. Bổ yêu đình. Mua đồ rẽ bên trái, sửa đồ rẽ bên phải. Nếu đến ngắm thì về đi. Ta bận lắm. Vậy làm phiền rồi. Nữ nhân, chúng ta chỉ đến ngắm thôi. Cô đừng dừng bước. Ta là đình chủ. Sao cô biết?
Bích là người sửa binh khí sao? Cô đến sửa đồ à? Sao Huynh biết? Đam Hồng lúc bắt yêu đúng không? Sao Huynh biết? Cô đoán xem là sao ta biết? Ta đoán ngươi không cần biết đâu. Ta nhìn bộ dạng của ngươi thế này, rốt cuộc thì ngươi có biết sửa không? Cái roi rác này đã cho thấy sự nông cạn và vô tri của Huynh. Huynh làm hỏng nó được, nhưng thứ cho ta không thể sửa được. Huynh đừng để ý đến hắn. Ta thấy Huynh rất lợi hại. Vậy sao? Nhìn Huynh, chắc đã 2 tháng rồi chưa vội đâu. Điều này chứng tỏ Huynh là người hào phóng rộng lượng, không quan tâm đến tiểu tiết. Đưa đây. Cái roi này là do ta làm hỏng, là của ta. Cô nương, thật khó để hiểu một người. Nếu là do cô nương làm hỏng thì không biết vì sao ta tự nhiên lại biết sửa. Ta biết là Huynh có thể sửa mà. Ta biết là chúng ta tâm ý tương thông. Biết rồi. Bọn chúng muốn có binh khí mới. Cô nương mở miệng thì thứ gì cũng có. Ai bảo trên đời này chi kỷ khó cầu. Đa tạ. Ở chỗ Huynh có nhiều đồ thật, cô thích gì cứ lấy đi. Đi trước nhé. Đa tạ. Mà giúp ta sửa đấy. Chàng có phải là chàng đang ghen không? Sao nàng biết? Vì chúng ta tâm ý tương thông mà. Nàng đi mà tương thông với hắn ấy. Đồ nhỏ mọn. Đồ nhỏ mọn. Trần Kim Trang. Chú, làm gì thế? Lúc nợ tiền, người gọi ta là bà chủ chú. Lúc vay tiền, người gọi ta là tiểu chú chú. Trong lòng người, rốt cuộc thì ta là ai? Còn một chuyện nữa, người phải trả lời thành thật. Lúc nào thì giả tiền? Sai. Lúc nào thì thành thân? Trong 3 tháng nếu không trả hết tiền thì tiểu đồ đồ tình nguyện thành thân với tiểu chu chu. Đây là hôn ước do chính tay người ký tên. Hơn nữa trên đó còn có dấu môi của người. Tôi đó cô chút cho ta uống say rồi bảo ta ký tên. Ta tưởng là giấy nợ nên mới ký. Tiền ta không cần nữa. Ngày ta cũng xem rồi. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo. Không được, không được. Không có lời của cha mẹ, không có lời mai mối thì không hợp với quy tắc. Người không muốn thành thân với ta sao? Người đúng là em. Chọn một người làm người rung động đi. Chọn ai cũng được sao? Người cũng có thể chọn ta. Thành thân. Chải đầu. Chải đầu bình thường là được rồi, không cần quá cầu kỳ đâu. Được. Nói, bao giờ trả tiền? Đại tỷ, không phải là ta không muốn trả, mà ta bây giờ không có tiền. Nếu không, thì ngươi chọn lại lần nữa đi. Nhổ răng. Chặt tay, xoa bóp. Vậy thì... Cô ấy đi. Oh,
Dừng lại. 3 ngày. 3 ngày sau nhất định sẽ trả. Không trả. Không trả thì đồ tứ cóc ta sẽ phải thuê thay ngoài đường chết không toàn thây. Bà chủ, có tin tức về tiểu yêu mà chúng ta muốn bắt rồi. Bà chủ. Nếu ai tìm được tiểu yêu này thì sẽ được trọng thưởng. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Bà chủ, đồ tứ cốc sắp cười vỡ bụng rồi. Được rồi. Nếu hắn chết rồi thì ta lấy ai? Ta muốn tìm con này, chứ không phải là mấy con này. Cô cũng muốn tìm con tiểu yêu này à? Nó thường kêu hồ ba đúng không? Ngươi biết nó ở đâu à? Ta rất thân với nó, chúng ta chơi cùng nhau mà. Ngươi đưa nó đến đây, chuyện giữa hai chúng ta có thể thương lượng. Cô yêu đình. Đừng có động vào. Ngốc chết đi được. Làm sao có thể động vào linh vị của người khác được? Tiểu Lam. Cha. Này, bỏ xuống. Không được động vào. Các người thật to gan, lại dám làm loạn ở đây. Đây là bài vị của cha ta. Phải. Đây là bài vị của cha chồng ta. Vân sư huynh. Vân đại ca. Ngươi là con trai của Tống Đới Thiên. Huynh biết cha ta. Ông ấy là sư huynh của ta. Đây là kiếm của cha ta. Kiếm này ở đây đủ để chứng minh. Mắt ngươi đúng là rất giống cha ngươi. Cha ta không phải đã chết rồi không? 10 năm trước cha ngươi mất tích ở trấn Thanh Thủy. Bây giờ còn sống hay chết không ai biết cả. Ta và Thiên Âm đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn chẳng có tin tức gì. Trong này có ghi chép bát yêu của cha ngươi. Ta nghĩ chắc sẽ có ích cho việc tìm cha của ngươi. Vân đại ca, cho dù có tìm được cha hay không thì ta vẫn phải đa tạ huynh. Đều là thiên sư, đều là người một nhà. Tống sư huynh đến nay vẫn chưa trở về, chính mình mâu thuẫn giữa hai giới nhân yêu vẫn chưa được giải quyết. Nhưng chỉ dựa vào sức của người phàm chúng ta thì đúng là rất khó. Truyền thuyết nói rằng có một tiểu yêu có thể thay đổi tình hình của hai giới nhân yêu. Một tiểu yêu. Tương truyền là tiểu vương tử của yêu vương trước đây, trên đầu có mọc cỏ xanh, lúc vui sẽ phát ra tiếng hồ ba. Chỉ tiếc là không biết nó đang ở đâu. Vậy chúng ta còn cách nào khác không? Ta đột nhiên nghĩ đến một cách. Có thể thử xem. Tầm yêu đình. Gò cát tưởng niệm. Đây là thứ thiên sư đường chúng ta dùng để tìm yêu. Nếu yêu quái nhớ đến người thân thì sẽ sinh ra một loại năng lượng cho thấy phương hướng của một con yêu quái khác. Vậy người dùng có được không? Ta chưa thử. Có lẽ nếu trong lòng người đặc biệt nhớ đến ai đó thì cũng có thể thử xem sao. Và sư huynh, chúng ta vừa bắt được mẫu thân của tiểu thích yêu chạy trốn hôm trước ở gần đây. Thích yêu gây họa nhân gian, nhất định phải giết để trừ hậu họa.
con trai. Ở Thiên Phủ Nhai, tất cả thiên sử lập tức lên đường. Vân đại ca, chúng ta có thể đi cùng không? Tiểu Thích yêu, mẫu thân của ngươi đang rất lo lắng cho ngươi. Ngươi đã gặp mẫu thân của ta ở Thiên Sư Đường. Ta cứu ngươi, nhưng vì sao lại bắt ta? Ngươi cứu người, ngươi đã cứu ai? Có người giết yêu hay là bắt yêu? Không có gì khác biệt. Dừng tay! Vân đại ca, vừa nãy là ai bắt nạt tướng công ta? Chuyện này... đuổi! Vân đại ca, Tiểu Thích yêu nó nói, nó chỉ vì cứu người. Lời nó nói mà ngươi cũng tin. Nó liên tục phá hỏng vũ khí săn thú vừa đã đáng chết. Người có người tốt kẻ xấu, yêu cũng chưa chắc đều là xấu. Cứ hỏi rõ trước rồi hãy nói. Chúng ta sẽ không làm hại ngươi. Nói cho ta biết, ngươi làm vậy để cứu ai? Người đi săn, đặt bẫy, làm tiểu bằng hữu bị thương. Ta cứu họ, nhưng bọn họ lại nói là ta phá hoại, rồi muốn giết ta. Cô đại ca, Tiểu Thích yêu bị thương rồi. Chúng ta đưa nó về. Có phải là sẽ không làm hại mẹ con nó không? Thế sư đường nhất định sẽ phân rõ thị phi. Ngươi có biết mẫu thân nhớ ngươi nhiều thế nào không? Ngươi có biết từ khi ngươi đi, mẫu thân sợ sau này sẽ không thể gặp lại ngươi nữa. Trên đời không có gì đau khổ hơn là người nhà phải xa nhau. Thế nên ngươi đừng từ bỏ bà ấy, cùng về với chúng ta để đoàn tụ với mẫu thân ngươi, có được không? Đã nói với ngươi, tha được cho người ta thì cứ tha đi. Còn tiểu yêu đó đáng yêu như thế, để nó đi theo chúng ta không được sao? Mà ngươi cứ nhất định phải vứt bỏ nó. Ngươi thật là vô tình, kỳ thật. Ngươi mắng ta làm gì? Nếu ngươi thật sự muốn giữ nó lại thì tại sao không ngăn ta lại? Sao ngươi làm yêu mày lại chả có lập trường gì thế? Vậy ngươi có thể đừng bán nó đi có được không? Ta thấy hình như Hồ Ba đang tìm người nhà của nó. Người nhà đáng giá bao nhiêu tiền? Nói cho ngươi biết, trên đời này ngoài tiền ra thì chẳng có gì đáng tiền hết. Không bán nó thì làm sao mà trả được nợ? Người muốn ta bị Chu Kim Trần chém chết sao? Nó sẽ không chém chết ngươi. Cô ấy yêu ngươi, ngươi cứ lấy cô ấy đi. Đúng lúc đẻ cô con gái thứ ba của Trương cũng có thể chết tâm. Ngu ngốc chết đi được.
Bát bát chết tiệt này, lại chơi trốn tìm với ta sao? Ta mà bắt được thì người chết chắc. Ồ, cô cải nhỏ. Hóa ra ngươi ở đây. Lâu rồi không gặp. Ngươi có khỏe không? Ta đến để đưa ngươi về gặp cha mẹ đấy. Ngươi đã thấy đói chưa? Ấy, ngô. Ngươi ăn ngô thì cứ ăn đi, sao còn nhổ nước bọt vào ta? Có thể ta đánh người không? Sao người lại đánh nó? Yêu quái thích ai thì mới nhổ nước bọt vào người ấy. Nhưng sao nó lại thích người được nhỉ? Hồ ba, người mù rồi sao? Mẫu thân. Mẫu thân ở đây. Con đừng sợ. Hóa ra chỉ cần hai mẹ con ở bên nhau thì tới ngồi tù cũng vui như vậy. Nàng làm gì thế? Ta đang xem làm sao mới có thể thả họ ra ngoài. Nhìn chúng thế này thì chắc chúng cũng không muốn đi đâu. Một nhớ thả chúng ra ngoài, chúng lại bị người khác làm hại thì sao? Lẽ nào chúng ở đây thì an toàn sao? Ta có cách rồi. Sao ngươi lại thả bọn chúng đi? Ăn uống nhiều thế này, chuyện này. Cao một chút mới thấy cao quý, thấp một chút mới thấy thanh nhã. Tránh giả. Các ngươi tưởng mình đang cắm hoa à? Cũng đẹp đấy. Không được rời khỏi vị trí. Sang trái một chút. Niệm lực ngự vật, nhất định phải tập trung. Đồ ngốc, chẳng muốn làm gì. Có phải sinh con xong nên ngốc thật sự không? Ta đâu muốn làm gì. Ta giúp người dạy dỗ đồ tứ cốc. Hồ ba, người biết không? Nếu tiểu yêu bị dọa sợ, sợ đến mức hét lên, thì ai sẽ đến cứu nó? Tiểu yêu nhổ nước bọt vào ai thì chỉ cần tiểu yêu hét lên, người đó sẽ thấy thứ mà tiểu yêu nhìn thấy. Tìm được tiểu yêu rồi. Hai ta thương lượng giá đi. Ồ, cô nàng đẹp quá. Ta biết. Hôm một cái chết rồi luyện tiếp. Sao chẳng háo sắc thế hả? Nàng không thích sao? Ánh mắt hôm nay của người ta rất thích. Cho người một cơ hội để đánh giá. Một chút thôi là được. Có quý, ghê tởm.
Nàng không thích thì cũng không cần đánh ta mạnh tay thế này chứ. Bất kính với bà chủ ta, dám nói bà chủ ta là ma quỷ. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhưng bà nãy ta thực sự đã nhìn thấy một thứ còn ghê tởm hơn chàng. Nàng nói cái gì? Nếu người đã không thích ta vậy thì giao củ cải ra đây, giá cả không cần phải bàn. Là nữ quỷ xinh đẹp nhất trên đời này, ý ta là thế. Cô đúng là đẹp như thiên tiên. Người thích thật chứ? Thích thật. Gương mặt cô hôm nay trông giống như... cái mông. Sao lại cái mông vào mặt ta? Mặt ta có to thế đâu. Bà chủ, cứ cắt lưỡi hắn trước. Ánh mắt tệ như thế, cứ móc mắt hắn ra trước đã. Cắt lưỡi trước, móc mắt trước. Người chọc giận ta rồi. Ta thật sự thấy cô hôm nay rất đẹp. Nhưng bà nãy đúng là ta đã thấy một cái mông với một đôi chân ngắn. Ngươi tưởng ta là đồ ngốc à? Ta tin quỷ cũng không tin cái miệng này của ngươi. Ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô cái tặng cho cô miễn phí. Nếu ngươi còn dám lừa ta thì ta sẽ diệt cỏ tận gốc. Hóa ra là tên khốn này chơi ta à? Ta nhớ vai cô có vài tật cũ. Bệnh này không thể để lâu. Để ta xoa bóp giúp cô. Nào. Sao hôm nay chàng háo sắc thế? Ngồi xuống. Cô nghỉ ngơi một lát. Ta lập tức về ngay. Làm cái gì thế? Đồ ngốc, giả quỷ dọa ta. Ai bảo người bán hồ ba? Bà nãy ta nhìn thấy cái thứ mà nó nhìn thấy. Đúng. Rất còn hai người giở trò gì thế? Vì nó từng nhổ nước bọt vào người. Nên chỉ cần nó hét lên thì ngươi sẽ nhìn thấy thứ mà nó nhìn thấy. Ta thấy tay của hồ ba. Sao ngươi không nói sớm với ta? Ngươi cũng có hỏi đâu. Tiểu Chu Chu, một ngày, cho ta thêm một ngày. Ngày mai ta sẽ mang củ cải kia đến gặp cô. Lần này ta không tin nữa. Tất cả đều là giả dối. Sao có thể là giả được? Tin ta. Nếu đã vậy thì vay thêm 100 lượng nữa. Cùng lắm thì ta cho cô thêm một lời thề ước. Làm sao đây? Tiểu đồ đồ yêu Tiểu Chu Chu một đời một kiếp. Yêu yêu cô.
Lại thêm một lần nữa. Bà chủ, bà còn muốn bị lừa bao nhiêu lần nữa? Sai. Nhìn ánh mắt của hắn, nghe nhịp tim của hắn, còn cả lời thề ước mà chính tay hắn viết. Bà chủ, bà xem này. Tiểu Đồ Đồ nợ Tiểu Chu Chu một đời một kiếp. Bao nhiêu lần rồi? Bà chủ, được rồi. Được rồi. Bà chủ, bà cũng đừng quá buồn. Các người không hiểu tình yêu. Đổi tờ giấy khác, làm lại từ đầu. Hồ Ba. Gọi cái tên này, không đánh bạc thì quá tội lỗi. Đồ tứ cốc nợ trẻ con 3 văn tiền không trả, trời tru đất diệt. Chẳng qua chỉ là một bàn tay thôi. Cũng chưa chắc đã là Hồ Ba. Nàng đừng lo lắng. Hóa ra năm đó cha ta ở Thiên Sư Đường cũng không được yêu quý lắm. Cha đã thả rất nhiều yêu quái. Ông ấy chỉ bắt yêu quái hại người. Ở đây có nhắc đến thanh kiếm mà cha tặng ta, có thể biến lớn hóa nhỏ. Sau khi biến lớn có thể đối phó với yêu quái lớn. Câu thần chú là Sulu Sulu. Chả nói xem, liệu có phải Hồ Ba đang tìm ta qua giấc mơ không? Bát vạn. Cửa bạn. Phát tài. Ăn. Chung. Ta lại u rồi. Tất cả của ta đều với ngươi cả rồi. Có phải chứ? Bài này. Ngươi ngồi chỗ của ta rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiểu Thúy, hôm nay không cần bán ngô giúp mẹ cô sao? Sao lại dành chỗ ra để đánh bài? Liên quan gì đến ngươi? Nhanh lên. Bát bạn. Ta lại thấy rồi. Cửu bạn, là nhìn thấy cái gì? Ngô. Ăn. Tam đồng. Cửu bạn, bộ sâu này là lá bùa may mắn của ta. Nhiều sâu thì ù nhiều mà. Người rất giống một người, chỉ là mũi hắn không to như mũi người. Mũi gan lợn, vừa nhiều tiền lại vừa phú quý. Ngươi nhầm người rồi. Ngươi là Bát Bát Đồ Tứ Cốc. Bát lại hát. Đây là cái gì? Là yêu. Là Hồ Ba. Đúng là ta đã nhìn thấy Hồ Ba. Đồ, bắt lấy hắn. Đồ Tứ Cốc, ngươi đừng chạy. Ngươi đừng chạy. Bắt lấy hắn. Làm gì thế? Đừng có chạy. Bát Bát, mau lên, mau.
Bát bát, qua lên. Ở bên đấy. Cấm chạy. Chạy nhanh thật. Chia ra tìm cho ta. Phong bảo giang hồ à? Các người đi đâu rồi? Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh à? Hồ nương của ta sắp phải lên đường rồi. Lần nào hóa trang cũng chậm như rùa. Tiểu bảo bối, lát nữa lên diễn, nhớ phải phát đơn cho ta đấy. Mau lên, mau lên. Ở đây thật sự không có người mà các người muốn tìm. Tất cả đều là con hát. Đi thong thả, thứ cho không tiện. Mấy vị đại ca đi thong thả, rảnh rỗi thì nhớ đến xem hát nhé. Nhớ đến xem nhé. Đến lượt người lên diễn rồi. Mọi người đều đang chờ người đấy. Đến người rồi, bỏ lên. Khổ tới rồi đây. Nào nào nào. Nằm xuống, nằm xuống. Không sao, không sao đâu. Nằm xuống. Đừng có động đậy. Huynh đệ, nhẹ chút có được không? Ta là lần đầu tiên. Khéo quá. Ta cũng là lần đầu tiên. Đập đá đây. Không bằng ngươi đập mạnh một chút. Một chút. Huynh đệ, thật sự không thể trách ta, là ngươi bảo ta đánh mà đúng không? Đứng dậy, làm máu đi, mau lên. Mà cảm ơn mọi người, ngươi quên hết rồi sao? Sao ngươi còn ở đây? Sao lại bẩn thế này? Mau lên, vào đi. Lại là ngươi à? Người diễn xiếc hay diễn ảo thuật thế? Việc làm ăn khi được thuyết minh độc quyền với ta làm gì ta làm cái đó. Này, đây không phải lần đầu tiên của ngươi đấy chứ, huynh đệ. Chuyện này ngươi yên tâm, ta làm việc này 20 năm rồi. Xin lỗi nhé huynh đệ, ta đâm nhầm rồi. Chết đủ rồi chứ? Bây giờ ta cưa người đây. Cứu mạng. Này đừng mà. Đừng. Đó không phải là thật. Hay. Hay lắm. Người xem, hắn không sao. À,
Khóc cái gì? Đồ ngốc. Thật là con tiểu yêu đó đi đâu rồi? Chạy nhanh thật. Nó ở đấy. Đồ tứ cốc, mày đứng lại cho ta. Đừng có chạy. Bắt lấy hắn. Đứng lại. Chúng ta đều không biết hồ ba đang ở đâu, thì biết đi đâu tìm chứ? Chúng ta cũng không biết cha đang ở đâu. Nhưng chẳng phải ta vẫn theo chàng lâu vậy sao? Chúng ta bình tĩnh lại đã, được không? Chắc có thể chàng cũng muốn tìm hồ ba không? Muốn chứ? Hay chàng vốn không phải tin ta? Tống Thiên Âm, ta là nô tỳ của chàng mà chàng còn không chịu tin ta. Lúc lại nói là nhìn thấy cô, thì làm sao ta tin nàng được? Được. Nếu chàng tin ta thì đi theo ta. Còn nếu chàng không tin ta, vậy chờ ta tìm được hồ ba rồi thì chàng cũng đừng đến tìm chúng ta. Ta biết là nàng nhớ nó, ta cũng muốn nó ở cùng chúng ta. Nhưng hồ ba là yêu, nó nên sống ở yêu giới. Nó ở nhân gian với chúng ta không an toàn. Ta cũng nhớ nó, nhưng ta càng muốn bảo vệ nó hơn. Thế nào gọi là bảo vệ? Chàng từng để hồ ba ở yêu giới là bảo vệ nó sao? Nó thật sự không thể sống ở nhân giới sao? Ai cũng muốn được ở bên người nhà, lẽ nào hồ ba lại không muốn sao? Dù sao thì hồ ba là do ta sinh, không cần nàng phải lo. Tống Thiên Âm, chàng thật quá đáng. Ta cũng là mẹ của hồ ba, chàng tránh ra. Các người nói xem, có phải chúng ta đi hơi nhanh rồi không? Chàng là người thường, nhất định chàng không thể đuổi kịp chúng ta. Vậy chẳng lẽ chàng không biết hét lên một tiếng sao? Hét một tiếng, Tiểu Lam, ta xin lỗi. Khó lắm sao? Thực ra thì ta rất hiền, thỉnh thoảng mới nổi giận thôi. Các người nói xem có đúng không? Các người thấy ta có dữ không? Hóa ra chỉ cần hai mẹ con ở bên nhau thì đến ngồi tù cũng rất vui vẻ. Tiểu yêu này không thể nước bọt thì chảy nước dãi, không phải là miệng nó có vấn đề chứ? Để ta ôm một cái. Mộng xỉnh ta là. Từ xa ngươi nên thương nó. Ngươi xem đời này chẳng có ai rơi một giọt nước mắt vì ngươi. Tối nay không còn hy vọng gì nữa rồi.
tâm yêu đình. Hồ Ba, Xiao Lan, Tiểu Lam, chúng ta cùng thử xem sao. Đây là Kinh Khí Cầu. Hóa ra Hồ Ba cũng giống chúng ta, nó đang ở trấn Thanh Thủy. Ta tự vào thì hơn. Ta sẽ ra sớm thôi. Vậy nàng vào đi, đừng nhiều lời với hắn. Đây là chiếc xe mà ta mới làm, vừa đủ chỗ cho hai người. Mời ngồi. Lợi hại quá. Chúng ta... Ta biết. Sửa khéo quá. Nhiều vũ khí quá. Đa tạ. Vậy chúng ta, cô nương. Thực ra ta muốn tặng cô một... Đa tạ huynh đã tặng binh khí cho chúng ta. Đa tạ. Ta không chỉ tặng binh khí mà còn cả cái này nữa. Bắp rang bơ, rang ngô ở nhiệt độ cao, vừa ngon lại vừa bổ, cực kỳ ngon. Cầm ăn trên đường. Đa tạ. Chúng ta thật sự phải lên đường rồi. Đa tạ cô nương. Thực ra ta còn chuẩn bị cho cô một thứ nữa. Đây là dạng cầm tay. Lúc chiến đấu có thể phun bùa. Lúc nấu cơm có thể bung ngô. Còn nếu nấu thức ăn,
thì có thể dùng như lọ muối. Đình chủ đúng là tài mạo song toàn, tưởng tượng cũng rất phong phú. Đa tạ, thì chúng ta thật sự đang vội lên đường. Đa tạ, cô nương. Thực ra ta không cần nói nữa, chỉ nãy dừng bước, những lời tôi muốn nói ta đều hiểu cả. Ta cũng hiểu. Thực ra thì ta không hiểu. Bên kia cầu. Hay là chúng ta cứ bên đó xem thử đi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đi đánh bạc tiếp. Có bằng mà ngươi chơi đủ để mà mở sòng bạc rồi. Ta đâu có nói gì. Qua đây. Rốt cuộc là ở đâu? Không tìm được thì làm thế nào? Hồ Ba muốn đi tiểu. Con cày đi rồi. Là chúng ta không đúng. Chúng ta không nên bỏ lại con. Sau này chúng ta sẽ không làm thế nữa. Không bao giờ làm thế nữa. Đồ ngốc. Hồ Ba, xin lỗi, con đừng khóc nữa có được không? Một nhà chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Đưa cho ta. Ngươi làm gì thế? Trả Hồ Ba lại cho chúng ta. Vì đại ca này, Hồ Ba là con trai chúng ta. Hai người là người, nó là yêu, nó là con trai của các người. Vậy thì ta còn là con trai của em họ, của di trượng thứ 18, của cha Ngọc Hoàng Đại Đế. Đồ tư khóc, trả tiền đi. Bên người hắn có yêu quái. Nó là do ta tìm được. Các người muốn có nó thì đưa tiền đây. Bao nhiêu tiền? 1.000 lượng. Đáng gì? Liên quan gì đến ngươi? Người ta hét thì người cũng hét. Đừng tưởng là ta không biết lai lịch của tiểu yêu này. Hét giá cao hơn nữa cũng có người mua đấy. Bây giờ chúng ta không có nhiều bạc như thế. Nhưng mà thiên sư đường có. Thiên sư đường. Không có âm mưu gì chứ?
Có âm mưu gì được? Ngươi cần tiền, chúng ta cần hồ ba. Có đi không? Được. Tin các ngươi một lần. Ai muốn đòi nợ thì đi theo ta. Đi. Một ngàn lượng. Không giảm giá. Chứ ta mua cả con yêu quái to đằng sau nữa. Con này bán theo cân. Một ngàn lượng một cân. Đi nào bát bát. Ta không muốn đi cùng người nữa. Người kiếm được tiền thì không cần ta nữa. Được thôi. Đồ tứ cốc ta cũng chẳng cần ai hết. Hẹn gặp lại trên giang hồ. Bên đại ca, đa tạ huynh để một nhà chúng ta được đoàn tụ. Bên đại ca, con tiểu yêu này không thuộc về nhân gian, ta phải đưa nó đi. Nó nên trở về yêu giới. Hồ ba. Đến yêu giới. Ta đưa các người đi. Nhưng ta cần một chiếc xe. Ta biết ở đâu có xe. Để ta đưa các người đi. Đồ tứ cốc cũng được đấy. Cuối cùng cũng lấy được tiền. Trả đệ 3 văn tiền. Nhiều tiền quá. Cái này cho huynh. Cái này cho huynh. Đi, đi mua kẹo. Chơi ít chơi nhiều, ít nhiều thì cũng phải chơi. Thắng sớm thắng muộn, sớm muộn gì cũng sẽ thắng. Mời khách quan. Mời khách quan vào trong. Thường thắng đố phường. Ta nói này là một con yêu. Nhưng như vậy là sao? Hả? Bây giờ ngươi muốn làm gì? Hết đánh rắm rồi lại đi tiểu. Sao ngươi lại có thói quen xấu thế này? Ngươi biết bộ y phục này của ta đáng giá bao nhiêu tiền không? Chiếc vải này khó tìm đến mức nào không? Chúng ta phải đưa ngươi về đào tạo. Sao thế? Không ăn à? Không ngon sao? Khối sẽ quay lại đúng không?
Người có biết ta thích bộ y phục này tới mức nào không? Không ai nói với ngươi là không được tè vào y phục của người khác sao? Đây là lối vào yêu giới. Hồ ba. Lấy hồ ba. Khó bắt quá. Thằng đứa hồ ba đi rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Bọn họ đi đâu rồi? Người xưa đi theo Vân Đại Ca cũng chính là bọn chúng. Hóa ra hắn vẫn luôn dụ chúng ta mắc bẫy. Đã đến lúc dùng đồ mà đình chủ tặng chúng ta rồi. Người mau lên. Đi mau. Thiên âm. Cố lên. Hồ ba không thể không có chúng ta. May mà có vũ khí của đình chủ. Ta đánh trúng ngươi à?
Không, ta chỉ thấy bọn chúng rất buồn cười. Nó sắp đi rồi. Thôi đuổi theo. Cô ba, đừng sợ. Cha mẹ ở đây. Ta không ở đây. Cô ba, bám chặt vào. Trời, mẹ ơi. Cô ba, nắm lấy rồi. Cô ba. Chạy nhớ phải cẩn thận. Ngốc hồ ba của ta, ta lấy một ngàn lượng đạp chết ngay bây giờ. Đã nói nữ nhân của ta có đầu rất lớn, bay rất nhanh mà. Rốt cuộc thì hai người hôn nhau bằng cách nào thế? Ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Lúc bay qua đây ta nhìn thấy có gì đó lóe sáng. Ta còn tưởng là vàng chứ. Đa tạ đại ca. Sao ngươi lại quay lại tìm chúng ta? Ta nhận ra đúng là ta. Không thể không có ngươi. Thật sao? Gốc chết đi được. Nói vậy mà ngươi cũng tin. Đừng nói chuyện nữa. Đưa tay bay nào, mau lên. Bay đến chỗ mình yêu quái kia. Ông. Bát bát này, không ngờ ngươi lại có thể đỏ hoa. Sao ngươi không nói sớm? Chúng ta mau đi thôi.
còn không? Biến lớn thế này sao ngươi lại thiếu nghĩa khí thế? Ta đi gọi người đến cho ngươi. Gọi người đến giúp. Gọi con lớn hơn. Hồ Ba, quay lại. Hồ Ba sắp dở tuyệt chiêu ra rồi. Tuyệt chiêu của nó không dùng được. Có tuyệt chiêu nào lợi hại hơn không? Tại sao ngươi phải làm thế? Vì đây là quân lệnh. Đi. Ta vừa nhìn thấy chính mình. Ngươi cũng từng bị nó nhổ nước bọt à? Hóa ra những người từng bị Hồ Ba nhổ nước bọt, trước khi nó sợ hãi hết lên, ta có thể nhìn thấy những thứ mà nó nhìn thấy. Thông minh thì có ích gì? Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Bình tĩnh, để ta nghĩ cách. Có rồi. Nhưng cách này cần chúng ta phối hợp với nhau. Hồ Ba, nhớ kỹ. Đừng lượt cho ta, đi cứu Hồ Ba đi. Hồ Ba. Tiếm có thể biến lớn. Câu thần chú là Su con rồi. Được rồi, Hồ Ba nhắm mắt lên, ta cũng chẳng nhìn thấy gì. Đừng lo. Thank you.
ta xem nào. Con làm chúng ta sợ quá. Mong là người và yêu có thể sớm ngày sống chung. Yêu cũng không cần phải đội lốt người. Có thể như vậy thì mới tốt. Vậy ta có thể khỏa thân rồi. Ngày nào ngươi chẳng khỏa thân. Và lại chúng ta đi một mình mà giờ ngươi còn dám quay lại. Ta rất có nghĩa khí. Để đâu sẽ không bỏ mặc huynh đệ. Xem này, ta đã gọi em hồng của nữ nhân ta tới đây. Nó còn béo hơn cả tiểu thúy nữa. Ta có một dự cảm chẳng lành. Bà của em họ đó đưa nhà Hồ Ba về trước. Thù lao gấp đôi. Không có tiền thì cũng chẳng sao. Thù đại ca, là chúng ta phải. Được rồi, không cần nói. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Đã bảo là không cần nói nữa. Người cũng không cần nói nữa. Hồ Ba nói là sau này người đừng đánh bạc nữa. Đã bảo đừng có nói nữa cơ mà. Nói chung là đừng có nói nữa. Hồ Ba. Ta nhớ người lắm. Người phải bảo trọng. Người nhớ phải ăn nhiều vào. Để sớm ngày trưởng thành. Khóc cái gì bác bát. Đi thôi. Vân người lâu vậy rồi. Mà đây là lần đầu tiên ta thấy người khóc. Đâu có. Này nói xem, khi sao Hồ Ba không nhổ nước bọt vào ta? Không thích chàng chứ sao? Đã nhìn thấy chưa, Thôi đi. Đủ rồi, đừng nghịch. Đừng. Dừng lại đi. Đừng mà. Dừng lại. Ta hiểu vì sao mẹ con thích yêu cùng ngồi trong nhà lao. Lại vui như thế rồi. Vậy nên sau này cho dù là nhân gian hay yêu giới, quan trọng nhất là người một nhà chúng ta được ở bên nhau.